của tác giả Hoàng Thành được mang tên Gia Duyên Anh Cưới Em. Chúng cảm ơn cả nhà rất nhiều. Em ơi, em ra đây nói nghe cái này nè. Em có thấy gì không? Rồi ngày lại ngày qua tình thâm thêm tình cùng bài giang sách về coi nến na đầm thắm để người ta trót nhớ thương thầm. Thôi đi mẹ tuổi đàn ông con trai trăm người như một năm mới có tình họ đều ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài, dành sự như ý. Xin chân thành cảm ơn quý vị.